closer to my ear. A little closer, baby, please. Not a word I wanna hear. Just wanna feel your breath. Take your time, please don't hurry. Take a little bit of care. Take my word, do not worry. Run your finger through my hair. From your special kind of skin, from the color of your nails, from the very state I'm in, I know that we can fail. Take your time, please don't hurry. Take a little bit of care. Take my word, do not worry. Run your finger through my hair. Xin kính chào các quý vị. Vâng, nơi hội tụ của các tinh hoa trong làng audio với những tiêu chí và những thông điệp khác nhau, của một bên đến từ Thụy Sĩ và một hãng thì lại đến từ Italy, nhưng đều có một cảm quan, đó chính là tính tự nhiên và những âm thanh tự nhiên đẹp mà các hãng đưa tới. Thì đó là những tiêu chí gì? Và với ai? Những người bạn thích những hãng đến từ Ý, trong đó có hãng Studebaker, thì chúng ta đây là một trong những đôi loa và trong những cặp loa mà được cả hãng Studebaker mất rất là nhiều công nghiên cứu và cũng thật là điên rồ. Với nhiều người nói những câu như vậy đối với hãng Studebaker này khi đưa ra những cái tiêu chí rất là đặc biệt và lạ so với các cặp loa khác. Trước mặt các bạn đây chính là đôi Aiza. Vâng, sau nhiều năm nghiên cứu thì các kỹ sư cũng đã đưa được ra một mẫu sản phẩm mà nó có cân nặng lên tới 165 kg. Và nó có chiều cao lên tới 1m72. Và chúng ta nhìn thấy cặp Aiza này thì nó có một cái đẹp của nó là nó lấy từ cảm hứng từ những cây đàn cổ, đàn lira. Nên các bạn, khi các bạn nhìn từ trên này thì các bạn sẽ thấy cái cặp loa này nó sẽ được vuốt nhỏ ra đằng sau, từ mặt đằng trước nó thuôn về ra đằng sau và nó có độ vát như thế này. Và với trọng lượng lên tới 175 kg thì tại sao cặp loa này lại có cái cân nặng trọng lượng lại gớm mức độ vậy? Khi nói đến cặp loa này thì người ta nói nhiều tới cái hệ thống cấu trúc thùng. Cấu trúc thùng của cặp Aiza này thì nó rất là đặc biệt. Nó gồm có 8 loa, nhưng khi các bạn nhìn thấy đây thì các bạn chỉ thấy nó có 4 loa phía trước và 3 loa phía sau và 1 loa subwoofer gầm ở phía dưới. Nên nó có cái sự gọn gàng. Nhưng tại sao lại nhiều loa như vậy? Thì đúng là mặt đằng trước và mặt đằng sau này thì đều có hai cái tuner ở dạng đặc biệt. Tức là một cái đằng sau nó chơi ở dạng stack cho âm thanh nó rộng hơn và nó có cái phản hồi khi vào tường và nó có một hệ thống vi chỉnh rất là tuyệt vời, là mình có thể dùng hoặc không dùng, nhưng nó sẽ làm cho cái dải cao và dải âm trung được tái tạo, được rộng mở hơn khi mình nghe những bản nhạc giao hưởng hoặc những dàn âm thanh lớn mà muốn trình diễn, thì nó sẽ tạo được cái sự khác biệt so với các cặp loa khác. Và khi chúng ta nhìn vào đây thì chúng ta sẽ thấy toàn bộ 4 loa mặt đằng trước này thì được nằm một trên một tấm baland. Nó giống như thế này. Và toàn bộ cái mặt này thì được sử dụng bằng một loại da chất lượng cao, và đây là da thật. Nên sau khi các bạn dùng thời gian, các bạn hãy cố gắng lên dưỡng và bảo trì cái cặp da này. Còn trên cái module chính của Aiza này chính là một loa tweeter và một loa đây là loa mid. Và cái phần này đây chính là một cái phần rất là quan trọng, vì đây là đều được sử dụng ở trong một cái module riêng và cụ nằm trầm Anico chất lượng cao, và đây là chính là định hướng âm qua một cái thanh titan, định âm thanh để nó phát tán được rộng hơn. Và với đường kính lên tới 2,9 cm rất rộng, và nó làm theo vòng tròn, những đường ring, tức là đường tròn bên trong này, và mặt đằng trước này thì nó đưa xuống đây. Còn về đây thì là cái để đảm bảo cho được cái tính âm thanh trung thực và cái độ phản hồi tiếp, thì chính các bạn nhìn thấy màng loa này là có cái gân này, và toàn bộ cái côn loa này nó được định vị một chỗ, nên tất cả cái dao động của nó chỉ dùng ở cái màng loa này. Và màng loa này được làm bằng bột giấy tổng hợp cộng thêm một chất liệu tổng hợp, nhưng nó đã gia cường thêm được các cái vành này để đảm bảo được cái độ rung méo của cái dải âm trung là gần như là không có.
Còn để phần phía dưới nó chính là hai cái woofer ở phía dưới này. Và hai woofer này thì nó được sử dụng đến 18/5 mà nó cùng sử dụng được bột giấy ở phía trên, nhưng mà nó sẽ đảm bảo cho các bạn ở cái giải mid dưới để nó hỗ trợ cho giải trên, để luôn luôn làm cho ba giải băng thông nó sẽ được dày dặn hơn. Một điều đặc biệt ở dưới này đó chính là hệ thống khi khuếch đại cuối cùng của cái woofer ở dưới này lên tới 32cm và được làm hoàn toàn bằng sợi carbon và một sợi siêu nhẹ ở phía dưới. Nhưng tại sao người ta lại không làm theo như là cấu trúc của các dòng loa khác, người ta đặt thẳng xuống mà người ta đặt chéo ở một cái góc tầm khoảng 38 đến 45 độ để cho cái woofer này nó có đủ độ lan tỏa. Nhưng mà khi chúng ta nghe thì chúng ta sẽ nghe thấy tiếng bass nó lùi ra đằng sau rất là nhiều, tức là nó đúng vào các cái vị trí của các giải tần âm trầm nó xuống. Đó là một điều rất là đặc biệt so với các giải của các loa bass khác. Với các loa bass khác thì người ta sẽ để đây, người ta đánh ở phía ngoài này để tạo được âm trầm, như dòng này thì lại đánh ngược từ phía đây luôn đằng sau. Và nó đứng trên một cái đế, đây là Ivo Niken, tức là được mạ bằng Niken. Và đây là một trong những cái đế mà bên hãng Sulfaber người ta gọi đây là một sự điên rủ. Các kỹ sư khi nghĩ ra được cái này, người ta đã mất rất nhiều thời gian nghiên cứu. Và để đưa được cái dòng Aiza này ra thì các bạn biết là sau phải nhiều năm kỹ sư và đầu tư rất là nhiều tiền của, tiền bạc vào cái vấn đề này để có được một cái chất âm hoàn hảo. Nó xuống đến 17 hertz và giải cao lên tới 35 kỳ. Nhưng mà ngược lại thì các cái thông số đi cùng với nó thì nó lại rất là cảm thấy nó là hơi khác một chút, là trở kháng thì lại trở kháng 4 ohm. Đấy, nhưng mà cái độ decibel của loa thì lại lên đến 92 decibel, tức là nó đánh rất là dễ phối ghép âm ly và cần công suất danh ly danh định lên từ 100W đến 1000W. Nhưng nói đó thì cũng chỉ là khi nói đến các cái vấn đề về thông số kỹ thuật. Còn khi chúng ta nhìn về cái sự cầu kỳ và cái sự hoàn thiện của cặp loa này thì chúng ta phải nói đến hai cái bo viền ở đây, Sri Lanka. Vâng các bạn ạ, đây chính là các hai bo viền mà để ốp vào đây, và chính đây mới là cái vũ khí tối thượng của dòng Aiza này. Đây là một cái sản phẩm đắt nhất, là khi người ta đã phải dùng rất là nhiều các cái tấm gỗ người ta ép vào nhau, sau đó người ta sẽ uốn cong theo thùng loa này, và để tạo được cái sự tĩnh mà trong âm thanh thì người ta đó là một cái vũ khí tối thượng nhất. Với những cặp loa lớn nó không có độ ồn và độ tĩnh và chính xác âm thanh thì người ta đã bo thêm vào đây. Đấy là cái sự hoàn hảo nhất mà tôi thấy về cặp Aiza này. Còn về các cái thông số kỹ thuật như là lỗ thoát hơi extra flex hay là những cái cổng cắm thì đó thì tôi nghĩ đấy là nó chỉ là một cái phụ kiện để là cái yếu tố đó. Còn để cặp Aiza này và trong không gian lên tới 80 mét mà đánh hoàn hảo thì phải cần không gian thế nào và cần những âm ly thế nào? Vâng, đó lại là một cái tiêu chí khác khi chúng tôi ghép. Vì chúng tôi trước đây ghép thì với các âm ly nhỏ hơn thì nhiều lúc nghe cái thứ âm thanh nó vẫn chưa được ra, thoát ra được hết cặp loa, tức là nó vẫn chưa thể hiện được cặp loa. Nhưng hôm nay Aiza sẽ thăng hoa cùng với Solution đến từ Thụy Sĩ. Và đây là một trong bốn hãng âm ly lớn nhất của Thụy Sĩ cũng như của thế giới mà tôi từng được làm việc và tiếp xúc, và tôi thấy rất là thích thú với những sản phẩm đến từ Solution này. Cái tiêu chí của Solution là gì với các kỹ sư? Vâng, chính xác, tự nhiên, nhanh, nhưng lại phải mang tính ổn định. Nên với dòng Solution này, đây là bản monoblock, tức là bản lớn nhất, 701, và có công suất danh định lên tới 2000W, tức là 2kW, tức là khủng khiếp nếu như các bạn tải áp xuống đến 2 ohm. Nhưng bình thường chúng ta đánh chỉ đánh với trở kháng là 4 ohm thì nó lên đến 1200W. Và với hai cục power thì các bạn thấy đây là hai cục power mạch công suất Clara. Nó nặng lên tới 75kg, nhưng mà chứa đựng trong nó thì tôi thấy đây là một trong những hệ thống mà tương đối là dễ sử dụng và hình thức thì lại rất là đẹp. Tức là trông nó nhã nhặn theo đúng cái phong cách của Bắc Âu, của người châu Âu. Như các bạn thấy chỉ có 3 nút điều khiển, đây nút power để chỉnh, và những cái nút này là nút input để cho mình chọn chuộc vào. Và một nút điều khiển đó là những nút về đèn. Và nó chỉ có quan trọng nhất là cuối cùng là gì? Vâng, nó chỉ muốn thể hiện được cái phần sức mạnh của dòng Solution. Và đó là một thứ âm thanh chính xác. Và để làm được ra một chiếc sản phẩm Solution đặc biệt thế này, các kỹ sư đã phải dày công nghiên cứu và đưa ra các module khác nhau đều đánh ở theo định dạng đua mono. Sau đó kết hợp hai mono với nhau thì để ra một hai đua mono vào ra một phần mono lớn, tức là để người ta đưa ra được một phần công suất nhân đôi lên. Thì đấy chính là cái sự hoàn hảo và hoàn toàn đánh thuần mạch Clara. Và với 4 tụ nguồn điện 600VA cho hai kênh cộng thêm với cả tụ dung lượng trở kháng tụ nguồn điện thì là nó lên tới 1000 microfarad. Thì tôi từ trước đến nay thì thật ra là chưa mà nhìn thấy những cái phần tụ mà chất lượng cao mà có cái tham số lớn như vậy. Nhưng cái sự truyền tải nhanh tín hiệu
và sự suy hao tốt để giữ được tĩnh đền thì nó là một điều không tưởng đối với dòng solution này. Với những con số tạp nhiễu đằng sau rồi cái khi cái sự âm thanh tức là bị trả về dốc của nó thì nó chỉ âm 3 decibel thì tôi thấy hiếm có một chiếc âm ly nào hoàn hảo đến cái cấp độ này. Còn về phần trên thì chính là con Pre Solution 725, đây là một trong con Pre đắt nhất hiện tại giờ có giá trên 1 tỷ đồng Việt Nam các bạn. Vâng, các bạn bảo trên 1 tỷ thì nó có cái gì công nghệ gì mà ghê gớm thế. Vâng, với tiêu chí của người Thụy Sĩ đưa âm thanh ngắn nhất đến cho các bạn, đưa âm thanh tự nhiên nhất đến cho các bạn và âm thanh đẹp nhất đến cho các bạn thì chỉ có thể là Solution 725 này. Và Solution 725 thì cũng được thừa hưởng từ những dòng Refunden đầu bảng hãng, lên tất cả các tụ linh kiện điện tử bên trong này đều được là chân mạ vàng và được các thuật toán tính toán rất là kỹ. Và phần một phần nữa tức là đây là cái sự gửi gắm của những kỹ sư của Thụy Sĩ đến cho những phần âm ly và những chất lượng đầu bảng của hãng Solution. Và bây giờ qua những đĩa khung khăm thì tôi cũng đã thử rồi và tôi thấy là rất là ưng. Tôi càng thấy càng đĩa khó thì chúng tôi lại càng muốn thử nhiều hơn và nghe nhiều hơn, vì cũng không có nhiều điều kiện để có thể là mình được nghe, vì những cặp như này thì đa phần là những khách hàng đến mua hoặc người ta đặt hàng nên chỉ sau thời gian là giá bơn người ta vào chạy là sẽ gửi lại cho khách hàng, nên cũng không còn có điều kiện nghe nhiều. Và hôm nay thì tại shop chúng tôi cũng sẽ cố gắng gửi tới các bạn những bản nhạc hay và những bản trữ tình. Và các bạn hãy về nhớ vào Thiên Hà để cảm nhận về bộ đôi tuyệt vời này. Xin mời các bạn. Good evening everybody. Welcome. You have everything I need, except a burning love for me. When I first saw you that day, I had to ask you stay. We talked and drank too much, then our hearts softly touched. Now in us I do believe, though or have I been deceived? How you come down like early rain, and you wash away my every pain, and you have everything I need, except a burning love. Well, we have this for a while, and when we make love, you always smile. Still, there's a distance I can't close. I'm in deeper, and it shows. It shows. Don't give up.
Vâng, chỉ cần với 10 giây khi nghe một bài nhạc, một bài hát mà mình yêu thích thì cũng đã là quá mỹ mãn và tuyệt vời. Và nó được thể hiện ở trên một bộ dàn rất là đẳng cấp đến từ Thụy Sĩ và Italy. Và đây là trong một cấu hình hay không những của Việt Nam mà trên toàn thế giới. Và các bạn hãy nhớ vào Thiên Hà Audio chúng tôi, điểm đến của người yêu nhạc để gửi tới những bạn YouTube hay hơn nữa. Cảm ơn các bạn đã xem YouTube.